Okay. Oh, okay. How are you? Trời ơi, tính ra là cả đêm qua em có ngủ được đâu mọi người. Cái tính của tôi là cứ đi đâu mà nôn nao là lòng tôi đã sẽ rất là khó ngủ. Hôm qua là 2 giờ tắt điện thoại rồi, bảo là ngủ được chắc là 4-5 tiếng dậy cho nó khỏe khoắn. Thế là lật trái lật phải, lật trái lật phải. Xong rồi lại 4 giờ, 3 giờ 4 giờ dậy cầm điện thoại lướt. Xong rồi đến lúc nó mệt quá, gần 4 rưỡi mới tắt điện thoại đi. Thì cái con lợn mì đúng giờ đó nó gọi điện. Giờ này ông đã dậy chưa? Ông Quang chuẩn bị đón tôi đi chơi. Sợ nó thật đấy. Đây là cuối cùng chả ngủ được. Hôm nay mà nếu mà ôi, nghe thấy tiếng trái tim anh rồi. À, nghe tiếng trái tim anh rồi. Ê, tay đâu hết rồi. Trời, đẹp không mọi người ơi? Quá tuyệt vời. Đang tiến vào lễ đài mọi người. Get go. Mi bảo là vào trước rồi nhá. Có bỏ đồ đây hả? Thôi từ từ đó. Mọi người like với chia sẻ mình tay cho cậu ba nhá. Bốn rồi. Thả tim mình tay với chia sẻ cho cậu ba. Rồi, bắt đầu từ bé nào lớn lớn đi cho chị. Chị sẽ cho từ cô lớn lớn đi. Cô trắng đi, chào cô trắng đi. Hello chị Huyền nhá. Cho cô trắng đi con. Cô trắng cho cô trắng đi. Cái mi cầm đi vui chứ có tiếng. Ờ, biết sao nó không ăn tiếng á. Nó có sống tới á. À, đây là bộ bà ba này. Rồi, đủ chưa? Bây giờ những ai được mang cho bằng mã số 1 giơ tay lên ạ. Mã số 1. Rồi, em ơi chưa? Em ơi.
lớn. Tất cả mình ngày hôm nay sẽ đấu với nhau luôn ạ. Không có tuyển một em chơi nữa. Những người ơi, mình gặp con này chắc chết. Không có tuyển mới xe được hả? Bây giờ tạm nào cho nó lại 1, lần 2, lần 3, lần 4. 4 đội chọn cái 1 lần được, xếp em ạ. Rồi. Rồi, ok. 1, 2, 3, 4. Bây giờ, bí đỏ ơi. Mày ơi, mày là cái mày, mày là cái mày. Bí đỏ, bú đen rồi hả? Bú đen ơi. Mày ơi, anh bánh mì hay là bánh bao? Rồi. Bú đen chơi không? Lên đây, lên đây. Chọn trước bây giờ 1, 2. Anh Hùng là 1 người, đó là 3. Chưa, anh Hùng đi ăn đã. Anh Hùng đi ăn cái. Bây giờ có 4 người. Bú đen, bí đỏ, bé mi và anh Hùng. Bây giờ, ơ phai, từ từ. Thấy mình la dữ á. 4 người đã. Bây giờ cho sở thích của 4 người tự chạy về đội của mình lớn nhất. 1, 2, 3, 4, tụi con thích lần nào tụi con bay về đội đó. Mỗi người đại diện 1 cái. Mi về đội 1. Bú đen về đội 4. Bí đỏ về đội 3. Như vậy anh Hùng chúng ta sẽ ở đội số 2. 1, 2, 3, 4. Bây giờ anh Hùng sẽ ngồi đó đặt nhiệm cho anh Hùng chưa chưa. Nhiệm vụ đầu tiên của 4 đội như sao, thằng đã đội trưởng chưa? Đội trưởng xuống lên 1 4. Đội bắt đầu nè. Đang ăn, đợi xíu. Đang ăn, bây giờ 4 đội. Bây giờ đội 1 ai sẽ là người chơi? Mấy ai? Mấy thằng được rồi không? Mấy ai? Đây là khu du lịch Song Thái nha cả nhà. Không, chồng một đứa hổng con, chồng một đứa hổng con. Phải, đội 1 phía trước nè. Thầy đang đi ăn rồi mọi người, thầy đang đi ăn sáng rồi. Dạ. Bây giờ có ai cậu hợp nào, có tự nào? Ok, thế để cô Mai cầm quay mình sao đi. Đây cô Mai cầm cầm like nhá mọi người. Không được chọn. Không cầm nhá. Bạn xong. 1, 2, 3. Cảm thổ hạnh phúc. Xuống sắp, xuống ra cô ra. Qua dầu. Đỡ xuống ra chọn 2 người. Không được nhận, không được nhận, chúng ta sẽ chọn 3, 2, 1, chọn nhau. Mày ơi. Hồi xưa tôi biết cây mấy người thì tôi nó thương cũng đã đúng không? Giờ chắc là mọi người thử tất cả những người. Không hỏi, mình sẽ chọn này. Rồi chọn lại. Trời ơi! Nó là gì của tôi, nó là gì của tôi?
cọc không cọc em. Rồi đó, đội tư. Đây, chú Điện. Đó, đúng rồi. Chọn của mày, nó đang hơn mày. Bỏ lỡ hai người bước lên sân khấu. Rồi thế, bước thẳng lên sân khấu luôn. Quá trời anh rồi, chưa có gì hết đâu. Bước lên sân khấu. Đâu, lỡ một, bước lên hai đâu. Lên hai, lên ba đâu. Yeah.
chị uống nước đi. Đấy, chị ăn chăm đi, mở rộng. Ok, chị uống nước. Chị ăn chăm uống nước. Rồi, chị định luôn. Rồi, ta chị định luôn. Ok. Rồi, mỗi người bốc 4 miếng. Ai ăn chăm, bốc 4 miếng. Cầm thôi đúng rồi. Một, hai, ba. Ba, hai, một, uống đi chị. Uống luôn. Uống đi chị. Sao mọi người? Cô cái con đen hả? Mười đồ người ta uống vô ngoài con. Tại sao anh xưa? Thôi, như vậy chúng ta tạm mời chúc mừng bốn đội chúng ta đã vượt qua vòng. Cùng đưa thẻ tại sao các bạn quay ngoài vậy? Mọi người nhớ nha, nước chanh nha. Xong rồi các bạn chúng ta cùng đưa thẻ chạy xong tới các bạn. Đúng rồi, như vậy, chế độ cốt qua đúng như thế này.
chuyển qua đây. Xong hết là chúng ta có di chuyển, có chuyển vậy. Đó. Thế là cái game này là phải cho người nhảy nhất đi ở trên cái đó, và hai người hai bên phải chịu lực. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Và đội nào chúng ta đi qua đất trước, nhà qua chặt đất bên đây, đội đó sẽ giành chiến thắng. Trời ơi, mấy cởi dài đó. Bây giờ 1, 2, 3, 4 bốn người đeo hẳn tôi xì trước, ba đi trước. Bí đỏ thắng rồi.
Bây giờ đội của chú Hùng với cả đội Cú Đen là sang chân 34 giải 3 giải 4. Giờ chân 34 trước xong này đến là chung kết à? Tất cả người là sao? Tất cả người sẽ là sao hả? Người sẽ là sao hả? Đội bé mây và đội bí đỏ chúng ta hãy về chiến thuật bây giờ chung kết tập tiền căn co của chúng ta. Đội bên phải là của cầu 3 này, đội bên trái là của bí đỏ này. Mọi người dự đoán đi, đội bí đỏ hay là đội của cầu 3 thắng? Rồi, bí đỏ mình thôi rồi. Cú đen, cú đen. Cậu ba bên phải, bí đỏ bên trái. À, cú đen chứ, cú đen bên trái. Cú đen nha, cú đen không phải bí đỏ mọi người. Ôi, bên kia bỏ xa quá. Giải chung kết, giải chung kết mọi người ơi. Chân giải nhất, giải nhì. Chân giải nhất, giải nhì. Mọi người dự đoán là bé Mỹ hay là bí đỏ hả? Bây giờ chân giải nhất nhì nhá. Bên phải là bé Mỹ và bên trái là bí đỏ. Vì bí đỏ bị té rồi, bí đỏ bị té, rất là tiếc luôn. Quá là tiếc. Chỉ là game 1 thôi đó, mình không có gì sợ đó rồi đó. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Ở trò chơi này căng thẳng không tí. Vượt meter. Cảm ơn hai đạo. Cảm ơn hai đạo. Trò chơi giác bảo vệ chúng tôi. Mỗi đời chúng ta sẽ chọn ra một người đầu đèn, người vững chãi nhất. Và người cuối đèn sẽ là người chắc chắn nhất để bảo vệ cái chúng của mình. Nhớ nha, chúng ta tạo một con rắn mà mình có gì đó không biết.
Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tranh thủ sự gì? Mọi người thả tim với chiếc xà lan mình tay cho cầu bao cho mọi người. Người cuối cùng phải là người là chắc chắn nhất. Đúng rồi, chọn là người cuối cùng nào đó là chúng ta hỏi về cầu bao đó. Còn người đứng ở phía đầu phải là người mạnh mẽ nhất. Có chạy được không? Không đứng cuối. Người làm đầu đúng đầu phải bốt bóng nha, rồi con đắng của mình đâu hả? Bốt nó lại gì bốt? Nhớ nha, con đắng của chúng ta phải được kết nối. Rồi, ai ơi, ai dựng nắm số 1 đến cái chỗ bạn Tuấn á. Rồi, nắm số 1 đi chuyển lại đến chỗ bạn Tuấn á. Nắm số 2 sẽ đến cái vị trí này ạ. Quay đó lại, quay đó lại, anh đứng này, anh Hùng đứng này ạ. Và tất cả mọi người đứng đây, Hùng đứng đây mà. Mình lắm lại, mình lắm lại. Mọi người xa ra chứ với thả tim mình tay giúp em mọi người. Thắng ai? Thắng nào mà đốt đuôi giữa trời là thắng đó thua. Nhớ nha. Thắng nào mà đốt giữa trời là thắng đó thua. Giờ nhìn bà nhỏ hơi bị chiến đấy. Nhìn bà nhỏ chiến đấy mọi người. Như vậy chúng ta còn đánh thắng lại nha. Dám bổ mây báo rồi hả? Đánh thua mà đây hả? Đáng bộ cái nhà rồi hả? Đáng bộ cô đen rồi hả? Hả vô lên đi. Tất cả sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Cái này đáng lẽ phải cho hai hai đội ở chơi chứ, còn hôm nay từ gọn gọn ấy chứ không bốn đội chơi cùng một lúc lộn xộn lắm. Chơi bốn đội cùng một lúc lộn xộn quá, không thấy cái gì hết. Bây giờ đúng rồi.